Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên đã có nhiều hoạt động cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, góp phần bảo vệ môi trường. Thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần không thể một sớm một chiều. Nhận thức được điều đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tích cực tuyên truyền tới hội viên và nhân dân về tác hại của sản phẩm nhựa đối với môi trường thông qua các buổi tập huấn, hệ thống loa truyền thanh và phát tờ rơi. Mưa dầm thấm lâu, đến nay hoạt động trên đã được đông đảo hội viên và nhân dân thực hiện. Túi ni lông thì độc hại cho sức khỏe, đâm ra tôi cũng hạn chế dùng thôi, sử dụng lá với giấy gói cho khách. Chi phí thì nó cũng giảm đi nhiều. Thay vì mang hết rác thải ra đầu đường tập kết, chờ vận chuyển đi, thì nay hầu hết các hội viên của cả 5 chi hội phụ nữ xã đều thực hiện phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn bằng chế phẩm vi sinh IMO làm phân bón cho cây trồng. Với rác có thể tái sử dụng như nhựa, giấy bìa các tông, lon nước sẽ được hội viên phân loại để mỗi tháng chi hội đi thu gom một lần bán gây quỹ. Từ năm 2023 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã thu gom 6,5 tấn phế liệu, bán được gần 32 triệu đồng để giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi rất là phấn khởi và thấy môi trường sống rất là trong lành, phong cảnh rất là đẹp. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thì cũng sẽ triển khai tới các chi hội, rồi cán bộ hội viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong công tác tuyên truyền vận động các cô các chị tham gia dọn vệ sinh môi trường, rồi là duy trì hoạt động có hiệu quả của các câu lạc bộ phụ nữ hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, chăm sóc các tuyến đường hoa hoặc là tuyến đường không rác do hội đảm nhận. Phong trào chống rác thải nhựa đã được cán bộ hội viên và nhân dân hưởng ứng. Tuy nhiên, để phong trào thực sự hiệu quả, cần có sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, bền bỉ và lâu dài của cả hệ thống chính trị và nhân dân.